Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây Quan Trung và các vùng phía Bắc Thiểm Tây bị lũ lụt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến 5,59 triệu người, trong đó 130 người chết và 207 người mất tích do lũ quét lở đất, lở núi và dòng chảy đá vụn, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp 19,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 21 tháng 9, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 9 thành phố, 78 quận, 1.374 thị trấn và 5,59 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây, ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lăng. 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người bị thiệt mạng và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Đông Ba và Bai He, Xunjiang và Yenba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt. Khu vực đô thị của thành phố Thông Chuan và các quận như Longxian, Dali và Huaiyin bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Yenba, Langgao, Harbin, Jiang, Dongshan, Danfeng và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè, dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. 304 kè các loại bị vỡ, diện tích 43,43 km, 1.399 kè, 246 cống và thủy lợi, có 8.186 công trình, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Wenjun, phó kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết, lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng cho các thảm họa lũ lụt trên núi. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt thấp đối với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt, sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt quá mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vừa qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ mấy ngày trước, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đã đạt đỉnh và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 21 tháng 9, có 47 đỉnh lũ và 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Jinjanghe-Yanku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,37 m vào lúc 5 giờ 55 phút ngày 21 tháng 9 và trạm thủy văn Juhe Changgunpu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,76 m vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 9. Ngày 21 tháng 9, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức báo động. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 m khối trên giây vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 9, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến gần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 25mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm và có 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn hơn 100mm. Phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quê Nan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày 22 tháng 9 trên sông Hàn đoạn An Khang tiếp tục được báo động sau lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà, lũ tiếp tục lên, dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối trên giây trong 24-72 giờ tới. Đoạn Bai He trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 21 tháng 9, nền móng bị sụt lún và đổ sập ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Chen Guan, huyện Jinjiang, An Khang. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên trong rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận.
Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Jinjiang Dongmu, Junnong đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày 21 tháng 9, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Thảm họa lở đất ở quận Jinlang, thành phố Giao Tông. Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Jongfang, Vilat, Hekun, Longhai Township, Jinlang. Khối lượng lở đất lên tới 10.000 mét khối đã chặn dòng sông nhỏ để tạo thành một hồ chứa. Tất cả các tòa nhà dạy học của trường tiểu học Jongfang đều bị chôn vùi. Theo điều tra sơ bộ, 18 học sinh đã bị chôn vùi trong các tòa nhà giảng dạy bị sập. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao học sinh vẫn đến lớp trong ngày nghỉ lễ theo luật định. Trước câu hỏi này, Lee Jong, giám đốc phòng giáo dục huyện Jinlang, người đang tham gia cứu hộ tại hiện trường nói với các phóng viên rằng các trận động đất mạnh 5,7 độ Richter và 5,6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Jinlang, thành phố Giao Tông. Trong thời gian cứu trợ động đất, tất cả các trường học đều bị đình chỉ. Đến ngày 21 tháng 9, các trường lần lượt mở lớp trở lại và việc đình chỉ học kéo dài hơn 20 ngày. Để không làm chậm trễ việc học sinh sẽ tiếp tục đến lớp trong thời gian nghỉ lễ. Vụ sạt lở đất hơn 10.000 mét khối đã chặn dòng sông nhỏ để tạo thành hồ chắn. Tất cả các tòa nhà giảng dạy của trường tiểu học Jufang đã bị chôn vùi. Theo điều tra sơ bộ, 18 học sinh đã bị chôn vùi trong các tòa nhà giảng dạy bị sập. Hai nông dân gần trường nhà cửa bị vùi lấp, cả ba người của một hộ dân chạy thoát ra ngoài. Còn một người của hộ khác bị vùi lấp. Sau thảm họa, thị trấn Long Hai của Jinlang đã khẩn trương tổ chức cứu hộ tại chỗ và tất cả người dân ở hạ lưu đã được sơ tán. Huyện ủy Jinlang và chính quyền huyện đã khẩn trương đưa ra kế hoạch dự phòng. Thẩm phán huyện Sin Ba Yun dẫn đầu các lãnh đạo liên quan và bộ lực lượng vũ trang nhân dân, công an, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang, giám sát an toàn, đất đai, giáo dục, y tế, các bộ phận dân sự, các vấn đề về nước và các bộ phận liên quan khác và lực lượng cứu hộ đang gấp rút trên đường đến Long Hai. Các tỉnh, thành, quận, huyện tổ chức hơn 2.000 cán bộ, đội dân quân cấp cứu, hơn 390 công an, cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, hơn 400 đảng viên, dân quân biệt kích, hơn 60 nhân viên y tế, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và thiết lập các điểm hỗ trợ y tế tạm thời, đồng thời nhanh chóng huy động 16 máy xúc, máy ủi và các máy móc xây dựng và xe cứu hỏa khác, cùng hơn 10 máy móc các loại để tìm kiếm cứu nạn và khắc phục, sửa chữa loại bỏ các mối nguy hiểm trong mưa. Trên cơ sở đảm bảo an toàn đã tổ chức máy móc, nhân lực tiến hành nạo vét hồ chắn, hiện phía hồ chắn nước đã cạn nước, mực nước đang rút. Tính đến 6 giờ ngày 20 tháng 9, hơn 800 người ở hạ lưu sông Jufang đã được di chuyển và tái định cư ổn định. Một người bị thương nặng đã được đưa vào điểm y tế tạm thời để cấp cứu, tình trạng ổn định. Hơn 80 cán bộ nông thôn và các sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang giữ gìn trật tự tại các trục giao thông huyết mạch và nỗ lực hết sức để đảm bảo giao thông thông suốt. China Southern Power Grid và thị trấn Long Hai đã tổ chức hơn 60 thành viên đội cứu hộ để đảm bảo cung cấp điện bình thường cho các địa điểm thảm họa. Công ty di động cũng đã cử một phương tiện liên lạc khẩn cấp là chiếc xe đi đến điểm thảm họa địa chất để đảm bảo liên lạc thông suốt, đồng thời 33 lều cứu trợ, 500 chăn mền, 100 áo bông, 300 áo mưa, 200 ô, 1 túi găng tay, 300 đèn pin, 200 đôi giày nước, 130 bình nước suối, 180 mì gói và bánh quy đã được khẩn trương gửi đến cùng các vật liệu khác, vận chuyển 2 máy phát điện và 2.000 lít dầu diesel đến điểm thảm họa địa chất và phần vật liệu gia cố còn lại sẽ lần lượt được vận chuyển đến điểm thảm họa địa chất. Vào tối ngày 20 tháng 9, Cục Tài nguyên và Đất đai của huyện Jinlang, tỉnh Vân Nam đã báo cáo rằng hiện có 547 tai biến địa chất tiềm ẩn trong huyện. Vụ lở đất xảy ra tại tổ dân làng Yofang của làng Jenhe không có cảnh báo trước và nguyên nhân của thảm họa đang được điều tra thêm. Sáng ngày 20 tháng 9, chính quyền nhân dân thị trấn Long Hai báo cáo rằng 18 học sinh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lở đất y lương, trong đó có 9 nam và 9 nữ. Theo phòng giáo dục, 18 học sinh bị chôn vùi đều là học sinh của trường tiểu học Trang Ba, bao gồm 10 học sinh lớp 3 và 8 học sinh lớp 5. Sau trận động đất, tòa nhà của trường tiểu học Sang Ba bị hư hại nghiêm trọng và bị phá hủy hoàn toàn, không thể tổ chức các lớp học tại địa điểm ban đầu. Theo Lu Ka Xuan, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Đất đai huyện Jinlang, trước trận động đất có 253 tai biến địa chất tiềm ẩn trong huyện từ tối ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9. Sau trận động đất kép, Jinlang đã hứng chịu một trận mưa xối xả chưa từng thấy trong một thế kỷ qua. Sông Xiaomixi và các sông lớn khác và các nhánh sông dâng cao và các thảm họa thiên nhiên như sạt lở đất và lở đá núi đã xảy ra ở các khu vực của quận.
để tận tâm làm tốt công tác điều tra, quan trắc, cảnh báo sớm các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai biến địa chất. Từng điểm tiềm ẩn nguy cơ sẽ được điều tra, triển khai từng điểm một để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ hơn 2 tháng nay, huyện Chi Lăng đã tích cực phối hợp với nhóm chuyên gia điều tra khẩn cấp thảm họa địa chất cấp tỉnh và thành phố để kiểm tra 386 tai biến địa chất tiềm ẩn, trong đó có 294 tai biến địa chất mới. Hiện tại có tổng cộng 547 tai biến địa chất tiềm ẩn ở huyện Chi Lăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.